national anthem of Vietnam. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Một hành trình mới cùng với các đội bóng trẻ Việt Nam lại tiếp tục. Và chúng ta đang đến với những diễn biến đầu tiên của giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa đội tuyển U19 Indonesia và U19 Việt Nam. Vừa rồi là màn cử hành quốc ca của hai nước Việt Nam và Indonesia. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những diễn biến đầu tiên để đồng hành cùng với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại một chiến dịch mới. Đội chủ nhà Indonesia được đánh giá rất cao và được xem như là một ứng viên cho chức vô địch khi mà họ đang hướng đến vòng chung kết U20 World Cup vào năm sau được tổ chức trên sân nhà. Ngày hôm nay thì 30.000 chỗ ngồi trên sân vận động Patriots đã không còn chỗ trống. Còn với những chàng trai này, rất nhiều trong số đó còn xa lạ với các cổ động viên Việt Nam. Và chúng ta đang vô cùng háo hức để chờ đến những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Raslan Jori Ali, người Malaysia. Đây là trận đấu trong khuôn khổ bảng A của giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022. Bảng đấu có 6 đội tuyển. Đeo tấm băng thủ quân của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đó là Khuất Văn Khang, người đã chơi rất tốt ở vòng chung kết của bóng đá U23 AFC. Ở đội tuyển U23 thì Khuất Văn Khang là em út, nhưng tại U19 thì anh là một chàng thủ lĩnh. Và đây là đội hình xuất phát của đội tuyển U19 Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ mang áo số 23 thủ môn Cao Văn Bình, số 3 Trịnh Hoàng Canh,
số 5 Đặng Tuấn Phong, số 7 Nguyễn Anh Tú, số 9 Nguyễn Quốc Việt, số 10 đội trưởng Khuất Văn Khang, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 14 Nguyễn Văn Trường, số 15 Nguyễn Đình Bắc, số 21 Nguyễn Hồng Phúc và số 24 Nguyễn Đức Việt. Còn đây là đội hình xuất phát của đội U19 Indonesia với thủ môn mang áo số 1 Kaya Subiadi, số 2 Ahmad Rusadi, số 4 đội trưởng Muhammad Ferrari, số 5 Kakang Judianto, số 7 Marcelino, số 8 Akan Ferki, số 9 Caraca, số 10 Ronaldo, số 13 Dimas Riono, số 17 Subban Jari và số 18 đó là Afianto Nico. Huấn luyện viên trưởng của U19 Việt Nam là ông Đinh Thế Nam. Trong khi đó dẫn dắt U19 Indonesia là huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong, người cũng đã dẫn dắt các cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia của xứ sở vạn đảo. Và như vậy là hiệp một trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam đã được bắt đầu. Ở trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì những chiến binh sao vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Pha xử lý không thành công là của Ronaldo Watek. Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang sẽ cùng với các đồng đội chơi ở tuyến giữa của U19 Việt Nam. Khuất Văn Khang và Văn Trường là những người đã xuất hiện trong đội hình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết của bóng đá U23 AFC. Trọng trách dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải đấu lần này được trao cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam, người đã từng dẫn dắt U23 Việt Nam giành chức vô địch của giải bóng đá U23 Đông Nam Á diễn ra vào đầu năm nay tại Campuchia. Nhưng trong tay ông thì phần lớn các cầu thủ là những gương mặt còn rất mới so với được tập trung để thi đấu tại U23 Đông Nam Á đó. Còn huấn luyện viên Shin Tae-yong, người rất được kỳ vọng sẽ là tổng công trình sư cho sự phát triển của bóng đá Indonesia với những mục tiêu ở cả những cấp độ như đội tuyển quốc gia, đội U23 và đội U19 hướng tới là U20 đăng cai vòng chung kết U20 World Cup vào năm sau. Và lên bóng của cao thủ chủ nhà rất nhanh, tình huống lăn xả, pha can thiệp là của Tuấn Phong. Các cổ động viên tại sân Patriot đã phải chờ đợi rất lâu để được chứng kiến một trận đấu quốc tế sau một quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Quả phạt góc đầu tiên dành cho đội bóng xứ vạn đảo, người thực hiện sẽ là Subnan Fari. Vẫn là cao thủ áo trắng. Đã có tình huống việt vị. Tới 6 cầu thủ Indonesia việt vị. Tình huống chủ động dâng bẫy tốt của hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Phần lớn các cầu thủ trong tay huấn luyện viên Đinh Thế Nam tham dự giải đấu lần này không có nhiều trải nghiệm thi đấu quốc tế. Với một số người thì đây còn là những trận đấu quốc tế đầu tiên. Vừa rồi là pha va chạm, trọng tài đã thổi phạt với số 24 Đức Việt, cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đá phạt dành cho đội chủ nhà.
không có gì nguy hiểm. Đúng như dự đoán thì những sức ép đã được Indonesia tạo ra trước khung thành của U19 Việt Nam. Họ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của 3 vạn cổ động viên. Và trên thực tế thì U19 Indonesia đã có sự chuẩn bị tương đối tốt cho trận đấu này. Khá nguy hiểm. Đường chuyền đầy cảm giác và bóng đang hướng đến với vị trí của Hoki Karaka. Muhammad Ferrari, đội trưởng của U19 Indonesia, là một trung vệ. Khá tự tin. Cơ hội dành cho cao thủ U19 Việt Nam, Quốc Việt. Gương mặt được kỳ vọng nhất trên hàng tấn công của đội bóng trẻ đến từ Việt Nam. Đã có lỗi. Đó là tình huống phạm lỗi của Muhammad Ferrari. Đây là những tình huống lên bóng đầu tiên của cao thủ U19 Việt Nam. Và người bị phạm lỗi đó là số 15 Đinh Bắc. Một tình huống cố tình đẩy người của số 4. Và sẽ có quả đá phạt đầu tiên trong trận đấu này dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có quãng thời gian gần 2 tháng làm việc cùng lứa cầu thủ này. Mặc dù đây không phải là những con người tốt nhất ở lứa tuổi U19, khi mà ông còn có thể lựa chọn những gương mặt tốt hơn tới từ nhóm cầu thủ sinh năm 2004, hay là nhóm cầu thủ không thể được thi đấu giải đấu này do bận thi đấu V-League và hạng nhất. Nhưng ông cũng đã rèn giũa. Và bây giờ là lúc để các học trò của ông cho thấy được quá trình tập luyện phát huy hiệu quả như thế nào. Người đá phạt là Quất Văn Khang. Cú sút xa không tốt. Thu hồi bóng rất hay. Đó là Văn Trường. Văn Trường cùng với Quốc Văn Khang đã chơi vô cùng chững chạc tại giải đấu trên đất Uzbekistan, cúp bóng đá U23 AFC. Cả hai đã chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Golovkin trước cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình của U23 Việt Nam ở giải đấu mới vừa kết thúc. Ronaldo Guatec, số 10 rất nhanh. Và đó là pha can thiệp hợp lệ của hậu vệ bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta đang bình tĩnh vượt qua được những sức ép đầu tiên đến từ đội chủ nhà U19 Indonesia, cả về khả năng kiểm soát tốc độ chơi cũng như là những áp lực trên khán đài. Không có gì nguy hiểm. Đứng trong khung gỗ của U19 Việt Nam ở trong trận đấu ra quân này là thủ môn Cao Văn Bình. Vẫn là cao thủ U19 Indonesia, Ferdinand. Tình huống sâu kim của số 7, một trong những nhân tố được đánh giá cao nhất bên phía đoàn quân của ông Shin Tae-yong. Đã có tiếng còi của trọng tài. Ronaldo Guatec là người cũng đã xuất hiện tại kỳ SEA Games diễn ra tại Việt Nam trong thành phần của đội tuyển U23 Indonesia. Rất tự tin. Văn Trường. Tiếp tục là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội.
ta đang dần tổ chức được những pha tấn công đầu tiên. Bóng lại đến với vị trí của Quốc Việt. Quốc Việt đang là người chơi cao nhất trên hàng tấn công của U19 Việt Nam. Cầu thủ đã làm mưa làm gió ở các giải trẻ trong nước. Văn Trường, Quốc Việt rất tự tin phối hợp, có khoảng trống, căng ngang. Rất tiếc là bóng không đến được với vị trí của Khuất Văn Khang. Và bây giờ đây thì U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với pha phản công. Điều chuyển không tốt của đội chủ nhà. Khuất Văn Khang. Hướng đẩy bóng hơi dài. Trước khi bước vào giải đấu U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam đã tập trung sau những lần rút danh sách cũng như là bổ sung thêm một số cầu thủ, thì chúng ta đã chọn ra những gương mặt tốt nhất đến với giải đấu tại xứ Vạn Đảo. Thành phần chủ yếu của đội U19 Việt Nam tham dự giải đấu lần này là những cầu thủ sinh năm 2003. Đức Việt. Đức Việt đã từng có những lần ra sân cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2022. Trong một mùa giải mà đội bóng phố núi đã đôn nhiều cầu thủ trẻ trao cơ hội ra sân. Muhammad Ferrari. Pha làm tường rất tốt. Phép lợi thế dành cho U19 Indonesia. Nhưng quả đưa bóng vào với chất lượng thấp. Sẽ phải khá cẩn trọng với những tình huống dùng tốc độ của những cầu thủ tấn công bên phía U19 Indonesia. Đó là Ronaldo Guatek, đó là Ferdinand và cả Subhan Fahri nữa. Với U19 Việt Nam thì chúng ta đang chủ yếu tổ chức các đường lên bóng từ bên phía cánh trái. Khá nguy hiểm. Bóng đã đến với vị trí của Ronaldo. Một thoáng sơ sẩy, hai trung vệ của U19 Việt Nam sẽ cần phải có sự liên lạc tốt với nhau. Với những cầu thủ có tốc độ tốt như Ronaldo thì những khoảng trống giữa trung vệ hay cả là nách hàng phòng ngự cũng sẽ là nơi mà số 10 có thể khai thác bằng tốc độ của mình. Rất mượt mà. Pha xử lý là của Đinh Bắc. Văn Trường. Quả ném biên dành cho U19 Việt Nam. Đã có tiếng còi của trọng tài. Quả đá phạt dành cho cao thủ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Pha phạm lỗi là với số 9 Quốc Việt. Quốc Việt là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trên hàng tấn công của U19 Việt Nam. Người đã có rất nhiều những danh hiệu vua phá lưới ở các cấp độ từ U17, U19 đến U21 quốc gia. Cuối năm 2021 thì anh là người sở hữu danh hiệu vua phá lưới của giải U21 quốc gia. Đã có tình huống việt vị. Subhan Fahri là người đã việt vị. Chúng ta rất chủ động giằng bẫy.
và đều thành công kể từ đầu trận. Không được. Cái lý đội hình không thực sự đảm bảo đến từ các cầu thủ trẻ của chúng ta. Điều đó khiến cho những tình huống triển khai bóng lỗi như vừa rồi sẽ là những cơ hội thực sự cho U19 Indonesia. Nhưng Văn Trường đang kéo bóng lên rất tốt. Sẽ có một sự so sánh khi chúng ta nhìn thấy vóc dáng này. Chiếc áo số 14 và tấm băng màu đỏ trên tay. Chúng ta sẽ không khỏi liên tưởng là có những cái hình ảnh Văn Trường với Hoàng Đức. Rất nguy hiểm. Nhưng lại là một quả chọc khe nữa chưa vừa tầm đối với Ronaldo. Đang chuyển trạng thái với tốc độ cao đang là điều mà Indonesia trình diễn trong 15 phút đầu tiên. Đã rất trực diện. Nếu như chúng ta không đảm bảo được tốt về cự ly đội hình, nguy cơ đến với khung thành của thủ môn bên phía U19 Việt Nam Cao Văn Bình sẽ là rất lớn. Bước một tốt. Anh Tú, cầu thủ có cái chân trái rất khéo. Anh Tú mượt mà. Sẽ có quả phạt góc dành cho U19 Việt Nam. Anh Tú đang chơi nghịch kèo. Khuất Văn Khang và Văn Trường đang thể hiện đúng với những sự kỳ vọng, nhưng mà hoạt động không biết mệt mỏi ở tuyến giữa để tìm kiếm những sự kết nối với các đồng đội. Và phần đa trong số đó là những đồng đội mới của họ. Như thường lệ thì trong những tình huống cố định, người thực hiện bên phía U19 Việt Nam sẽ là Khuất Văn Khang. Quả treo bóng vào của số 10 khá nguy hiểm. Đó là sóng gió thực sự được U19 Việt Nam tạo ra trước đội chủ nhà. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam luôn được biết đến là một người tâm lý và rất hợp với các cầu thủ trẻ. Chúng ta vẫn đang có phần dâng hơi cao. Tuyến giữa đang thường xuyên để lộ những khoảng trống để cho đối phương có thể tạo ra áp lực, và sau đó thì hàng phòng ngự sẽ đối mặt với những nguy cơ. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho U19 Việt Nam. Đường chuyền của anh Tú. Trọng tài đã cắt còi. Rất đáng tiếc. Đó là pha bóng việt vị của Quốc Việt. Hàng công của chúng ta đang được định hình với một cầu thủ thuận chân trái nhưng chơi ở cánh phải. Đó là Nguyễn Anh Tú. Văn Trường sẽ được chơi nhô cao hơn khi chúng ta cầm bóng, và Quốc Việt sẽ là tiền đạo sẵn tìm những khoảng trống. Chúng ta đang tự tin cầm bóng trong những phút đã qua. Đúng với phong cách mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam luôn mong muốn ở các học trò. Một lối chơi thực sự chủ động. Và có cảm giác là các cầu thủ trẻ của Việt Nam không gặp những vấn đề từ sức ép của khán giả. Mặc dù với họ những sân đấu đông cổ động viên như thế này có lẽ là một điều khá hiếm trong quá trình phát triển và thi đấu của mình cho tới lúc này ở lứa tuổi 19. Và để mất bóng của Khuất Văn Khang. Ronaldo Guate. Khá nguy hiểm. Và ngăn chặn kịp thời.
đó là của Tuấn Phong. Tuấn Phong là cầu thủ của Viettel, thủ lĩnh của đội U19 Viettel. Rất tự tin. Chúng ta đang dần kiểm soát tốt hơn tuyến giữa. Điều đó là tiền đề cho U19 Việt Nam có thể tổ chức được những tình huống tấn công. Phút thứ 20 hiệp 1 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Trận đấu trong khuôn khổ U19 Đông Nam Á 2022. Trận đấu năm nay sẽ diễn ra trên hai sân vận động. Và sân vận động Patriot Stadium thì còn có một sân đấu nữa là sân GBK Mania ở Jakarta. Và sân đấu này nằm tại thành phố Bekasi. Đã có một cầu thủ bên phía U19 Việt Nam bị phạm lỗi. Đó là Hồng Phúc. Trọng tài lại cắt còi. Đã có những va chạm đối với Quất Văn Khang. Đối phương đã chủ động gây sức ép với cầu thủ của U19 Việt Nam. Trước đó là một lỗi vào sau rất rõ ràng. Các đội bóng trẻ của Indonesia vẫn được biết đến sở hữu một lối chơi quyết liệt, đôi khi là chơi rắn, nhất là khi mà họ được thi đấu trên sân nhà. Được triển khai không tốt. Người đang nằm sân là Quất Văn Khang. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Ronaldo Guatec, động tác giả, không đủ để lừa qua hậu vệ của U23 Việt Nam. Xin lỗi, bạn là U19 Việt Nam. Văn Trường mượt mà. Đây là anh Tú. Đường tỉa bóng hơi mạnh của cầu thủ bên phía U19 Việt Nam. Quất Văn Khang đang bị đau. Không rõ có vấn đề gì xảy ra với cầu thủ của Viettel không. Cùng mong chờ những điều tốt đẹp nhất dành cho Quất Văn Khang. Chúng ta có thể tiếp tục thấy số 10 thi đấu. Văn Khang đã tiến bộ vượt bậc từ cú nhảy mà được đôn lên đội U23 tham dự vòng chung kết cúp bóng đá U23 AFC. Trời, cực kỳ chững chạc. Và pha bóng vừa rồi thì không ai va chạm với Quất Văn Khang cả. Với việc giải đấu U20 World Cup sẽ được diễn ra vào năm sau trên sân nhà, các cổ động viên của Indonesia rất kỳ vọng và dõi theo đội bóng ở lứa tuổi này. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đã tạo rất nhiều điều kiện để đội tuyển U19 Indonesia ở thời điểm hiện tại có cơ hội cọ sát. Trao rồi. Giờ sẽ có một quả phạt góc dành cho U19 Việt Nam.
Vừa thực hiện sẽ là Anh Tú. Cú đá có độ cuộn nhưng bên trong thì không có một điểm đến nào cụ thể. Người vừa thoát xuống đó là Đình Bắc. Áp lực tốt. Ronaldo quá tệ, rất lăn xả. Pha can thiệp tốt là của Tuấn Phong. Tuấn Phong là đội trưởng của U19 Viettel tại giải U19 quốc gia vào đầu năm nay và đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc về mặt chuyên môn. Và kể từ đầu trận thì số 5 của U19 Việt Nam cũng đã có những tình huống cắt bóng kịp thời và chính xác. Đây là tình huống nguy hiểm dành cho U19 Indonesia. Trả ngược, dứt điểm. Không vào. Phút giây thót tim với các cổ động viên của U19 Việt Nam. Chúng ta đã để lộ ra khoảng trống để cho đối phương có thể thoát xuống và thực hiện pha phối hợp trả ngược. Rất may là cú dứt điểm cuối cùng của U19 Indonesia là không đủ tốt. Vẫn là những cầu thủ áo trắng. Không vào. Pha cứu thua tốt. Liên tiếp là những gọi ngon ăn dành cho đội bóng xứ Vạn Đảo. Và đều là bên phía cánh phải. Những áp lực là không đủ. Và bên trong thì các hậu vệ của U19 Việt Nam lại hơi thiếu đi sự liên lạc. Thiếu chút nữa thì thời cơ đã đến với số 9 Hoki Karaka bên phía U19 Indonesia. Cắt bóng tốt. Đó là những tình huống cắt bóng đến từ Trịnh Hoàng Cảnh, trung vệ của Sông Lam Nghệ An. Anh đang cùng thi đấu vị trí trung vệ với Tuấn Phong. Liên tiếp là những pha va chạm hướng đến vị trí của Khuất Văn Khang. Với tấm băng đội trưởng trên tay và là một trong những cầu thủ chắc chắn là có nhiều thông tin nhất khi mà đối phương nghiên cứu. Liên tiếp là những tình huống áp sát, phạm lỗi đối với cầu thủ quan trọng của tiền vệ bên phía U19 Việt Nam. Chúng ta đang lại để tương đối chệch choạc ở khu vực giữa sân. Anh Tú. Trọng tài tiếp tục thổi phạt. Và lại một lần nữa, đó là Muhammad Ferrari, đội trưởng của U19 Indonesia.
ta cần phải kiểm soát lại thế trận những cái cách mà quãng thời gian cách đây 5 phút đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam làm tốt. Khu vực giữa sân cầm được nhịp, có ít nhất là che chắn đủ an toàn cho hàng phòng ngự. Trong những tình huống tranh chấp tay đôi thì đội chủ nhà đang tỏ ra có ưu thế hơn. Ronaldo Guate có cơ hội để dứt điểm, tác động kịp thời. Trịnh Hoàng Cảnh là người đã chặn cú đá của đối phương. Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao. Nhìn chung thì chất lượng những pha xử lý cuối cùng của U19 Indonesia cũng chưa phải là quá tốt. Chúng ta thì cũng cùng hy vọng rằng là các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lấy lại nhịp chơi. Mà trong 10 phút đã qua là thời điểm cực kỳ khó khăn, thể nói là khó khăn nhất kể từ đầu trận đối với những chiến binh sao vàng. Khoảng trống xuất hiện bên phía cánh trái, đưa bóng vào, người cắt bóng lại là Tuấn Phong. Rõ ràng để duy trì sự ổn định trong một trận đấu căng thẳng như thế này là điều không hề đơn giản. Dù cho là bảng đấu này có cả U19 Thái Lan hay là Myanmar thì với U19 Việt Nam, trận đấu với Indonesia sẽ được xem như là trận đấu khó khăn nhất. Thì đây vừa là trận ra quân, vừa phải thi đấu trước sự cổ vũ của các khán giả Indonesia và trước một đội tuyển được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên đang là người thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia, ông Shin Tae-yong. Trong hai trận đấu đã kết thúc tại bảng A trong ngày hôm nay thì Myanmar đã có chiến thắng đậm đà 7-0 trước U19 Brunei. Trong khi đó thì U19 Thái Lan cũng đã có chiến thắng đầu tay với tỷ số tối thiểu 1-0 trước U19 Philippines. Mật độ thi đấu của vòng bảng giải bóng đá U19 Đông Nam Á là rất dày. Các đội sẽ thi đấu với mật độ 2 ngày một trận. Tuấn Phong và chạm bóng không tốt, đó là đường chuyền hỏng của Đức Việt. Cắt bóng hay là của Khuất Văn Khang, cơ hội dành cho cao thủ U19 Việt Nam Anh Tú, rất tốt, đưa bóng vào, lại chưa phải là một quả tạt tốt nhất. Tình huống sớm trồng biên hợp lý, đúng lúc, nhưng vẫn chưa phải là những quyết định chính xác ở trong những pha bóng cuối. Sự sắc nét là điều mà U19 Việt Nam sẽ cần phải thể hiện hơn, nhưng mà chúng ta đang phần nào đó đánh mất đi nguồn cảm hứng mà chúng ta đã từng có được ở một quãng thời gian trong hiệp đấu đầu tiên này. Đối phương lên bóng tương đối mượt mà, cơ hội dành cho Ronaldo Guate, bước một không quá tốt, nhưng số 10 vẫn mở ra thêm một cơ hội nữa. Không được. Phản công dành cho U19 Việt Nam. Chúng ta có lợi thế quân số. Rất tiếc đó là một đường chuyền sửa lưng đồng đội của Quất Văn Khang. Nếu như nắn nót một chút thôi thì U19 Việt Nam đã có một tình huống 3-3. Pha phối hợp của những người rất hiểu nhau đã cùng đồng hành với nhau. Đó là Quất Văn Khang dành cho Văn Trường. Những tình huống phản kích chuyển trạng thái nhanh như vừa rồi sẽ là một món ăn ưa thích của Quốc Việt, người có tốc độ và khả năng chạy chỗ tương đối thông minh. Với những gì mà anh đã làm được ở các giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam, kể từ đầu trận thì Quốc Việt chưa có nhiều bóng để phát huy được khả năng của mình. Chúng ta cũng chưa có pha bóng nào được tính là một cú dứt điểm sau hơn 2/3 thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Những trải nghiệm ban đầu bao giờ cũng khó khăn, nhất là với những cầu thủ của chúng ta đang còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ít những trải nghiệm trước thềm giải đấu lần này. Trước khi lên đường sang Indonesia thì đội U19 Việt Nam đã có một trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Hải Phòng
được xem là màn tập dượt có thể nói là với một đối thủ khó nhất của U19 Việt Nam. Lại là lỗi vào sau. Người bị đào đó là Văn Trường. Và đây là lần thứ 3 ở trong hiệp đấu đầu tiên này tôi phải nhắc đến cái tên Muhammad Ferrari, đội trưởng của U19 Indonesia, trong những tình huống phạm lỗi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra tương đối chật vật đối với đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nào. Tỷ số thì vẫn là không đều. Chúng ta vẫn đang phải kiên nhẫn đi tìm những điều tích cực. Là một đường truyền sai địa chỉ. Văn Trường. Quốc Việt đang rình rập. Không có một sai lầm nào đến từ số 2 của U19 Indonesia. Đó là Ahmad Rusadi. Khuất Văn Khang. Chúng ta đang cố gắng kiểm soát lại thế trận. Đó là điều cần thiết. Sau một quãng thời gian mà tuyến giữa chơi hơi chệch choạc. Liên tục chuyền hỏng. Không có lỗi. Cuối cùng trọng tài cũng cắt còi. Người bị đào đó là Anh Tú. Cầu thủ có cái kèo trái và được các huấn luyện viên của Hà Nội FC kỳ vọng anh sẽ là một quang hải tiếp theo của câu lạc bộ này. Đã có phản ứng đến từ huấn luyện viên Shin Tae-yong về quyết định thổi phạt vừa qua. Ông Shin Tae-yong và một huấn luyện viên đã đem đến những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây là Go Woken, từng có quãng thời gian đồng hành cùng với nhau khi đào tạo trẻ tại chính Indonesia này, và trước đó là cả quãng thời gian mà cả hai cùng khởi nghiệp huấn luyện viên sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Rất quen thuộc với các khán đài tại xứ sở vạn đảo, cực kỳ cuồng nhiệt. Cái đây gần 9 năm thì đội tuyển U19 Việt Nam khi đó với lứa cầu thủ nòng cốt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, lứa mà sau này trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, đã có một giải đấu U19 Đông Nam Á đáng nhớ cũng tại xứ sở vạn đảo. Chúng ta đã vào đến trận chung kết và để thua trước đội chủ nhà trên chấm luân lưu. Nhiều khả năng huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải có một sự điều chỉnh bất đắc dĩ. Ở bên ngoài sân thì Vũ Văn Sơn đã sẵn sàng. Cầu thủ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của giải vòng chung kết U19 quốc gia 2022 trong màu áo U19 Hà Nội FC. Đức Việt. Hoàng Cảnh. Tuấn Phong. Bảo Long. Bảo Long là cầu thủ còn rất trẻ. Anh mới sinh năm 2005. Vừa qua thì Bảo Long cũng đã có một chuyến tập huấn bổ ích tại Đức cùng với đội tuyển U17 Việt Nam.
đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau của Quách Văn Khang đối với số 17 Suhan Fari, và án phạt đầu tiên của trận đấu được rút ra dành cho đội trưởng của U19 Việt Nam. Rất nhanh, ngăn chặn tốt một pha xẻ nách, nhưng vẫn là cao thủ U19 Indonesia, không có gì nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ phải hạn chế những pha bóng mà đối phương có thời cơ dứt điểm trong khu vực 16-50 như vừa rồi. Vị trí đang bị khoét vào chính là vị trí của Bảo Long, hậu vệ trái của U19 Việt Nam, người được xem là em út trong đội hình tham dự giải đấu tại Indonesia lần này. Và như vậy là cầu thủ đầu tiên vào sân bên phía U19 Việt Nam, đó là số 8 Văn Tú, và người rời sân đó là Anh Tú. Pha va chạm rất mạnh đã khiến cho số 7 không thể tiếp tục thi đấu. Và lại là thời cơ dành cho U19 Indonesia. Vẫn là những quyết định đột phá rất dễ bị đón bắt. Những tình huống xử lý cá nhân của U19 Indonesia chưa có hiệu quả. Quách Văn Khang, Văn Trường, vẫn chưa phải là những tình huống cầm được nhịp tổ chức lối chơi. Và có vẻ như vẫn chưa quen với nhịp chơi này và sẽ cần phải đá kỹ hơn trong từng pha bóng, nhất là những tình huống luân chuyển từ giữa sân, bởi vì không chỉ là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội đưa trái bóng tiếp cận vào 1/3 cuối sân của U19 Indonesia, mà còn là câu chuyện hàng phòng ngự của chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Không được, rất nỗ lực, đó là pha cắt bóng của Bảo Long. Văn Trường, người đang rất nổi bật ở tuyến giữa. Khuất Văn Khang, Văn Khang nhiều khả năng sẽ được đẩy sang cánh, và cầu thủ mới vào sân Văn Tú sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ. Cả hai đều là đồng đội với nhau tại U19 Viettel. Rất khéo, không được. Số 15 đã ngã trong vòng cấm. Quyết định đột phá là của Đinh Bắc. Sức dướn khá tốt của Đình Bắc, và người phải lao ra hỗ trợ cho đồng đội vừa rồi là Muhammad Ferraris. Đình Bắc là cầu thủ trẻ của Quảng Nam, rất tự tin, dứt điểm, không vào. Chúng ta sẽ cần có nhiều khoảnh khắc như vừa rồi với sự tự tin của Đình Bắc. Một tình huống đâm vào trung lộ và dứt điểm bằng lòng trong, cực kỳ táo bạo, và bóng liếm lên mép trên xà ngang. Cơ hội tốt nhất dành cho U19 Việt Nam kể từ đầu trận, và nó đến khi mà hiệp 1 đang đi về những phút cuối cùng. Đây sẽ là câu trả lời của Indonesia. Ronaldo Wate, không có gì nguy hiểm cả, và anh cũng đã việt vị. Đối phương có thể nói là triển khai cực kỳ trực diện với tốc độ cao. Rất nhanh thôi thì trái bóng đã đến với khu vực nguy hiểm của hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Và vẫn là những sự đôi chút thiếu liên lạc giữa các trung vệ. Và vừa rồi thì Ronaldo đã có một khoảng trống. Rất may chúng ta, quả đánh đầu đi ra ngoài. Vẫn lại là số 15 Đình Bắc. Quốc Việt, rất hay, đối mặt với khung thành, không vào. Và dàn xếp rất nhuyễn của các cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta như tìm được nhịp tấn công ở trong những phút cuối cùng của hiệp 1.
chuyển hướng, xẻ nách, xâm nhập. Và đây là pha phối hợp tốt nhất mà chúng ta có được kể từ đầu hiệp đấu. Hơi tiếc là ở nhịp cuối cùng thì Khuất Văn Khang không có được cảm giác tốt nhất. Quả bóng xuất hiện xuất phát từ bên phía cánh trái với Đình Bắc, được kết thúc với một tình huống xâm nhập ở cánh phải của Khuất Văn Khang. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Hiệp đấu đầu tiên sẽ có 2 phút bù giờ. Một hiệp đấu diễn ra với tốc độ nhanh, hai bên chơi cởi mở. Đúng với tính chất của những cầu thủ còn rất trẻ, tự tin, Indonesia là đội có thế trận có thể nói là nhỉnh hơn chúng ta ở trong 45 phút đầu tiên, với những tình huống lên bóng sắc sảo. Và tâm lý của Indonesia cũng có phần tốt hơn khi có sự ủng hộ của các cổ động viên nhà. U19 Việt Nam đã trải qua những thời điểm khó khăn, đã có những phút chệch choạc, nhưng chúng ta đứng vững được trước những sức ép và đang dần cho thấy được sự tiến bộ hơn ở mặt trận tấn công. Đó là điều kiện quan trọng để chúng ta hướng đến một hiệp 2 với nhiều sự hy vọng. Và có một điều kiện về mặt khách quan chúng ta có thể được nhận biết là vào lúc này có vẻ là mặt sân phần nào đó đang không tạo điều kiện cho U19 Việt Nam có những đường truyền ngắn tốt nhất, những pha phối hợp tốt nhất với những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt. Và pha bóng là của Bảo Long. Điều cần khắc phục với chúng ta có lẽ là những đường truyền sẽ cần phải cải thiện độ chính xác. Tuyến giữa sẽ phải để lại nhiều dấu ấn hơn, và đặc biệt là mặt trận phòng ngự, khi mà những mối nguy hiểm vẫn luôn thường trực với những Caraca, Ronaldo, Guate hay là Subihan Fari. Khuất Văn Khang sẽ phải rất cẩn thận. Khuất Văn Khang đã nhận một thẻ vàng trước đó, một tình huống ham bóng của số 10. Nhưng Khuất Văn Khang sẽ phải cẩn trọng hơn. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và các cổ động viên Indonesia muốn trọng tài đưa ra thêm một án phạt nữa với cầu thủ của chúng ta. Đây là một tình huống mà Khuất Văn Khang không chơi bóng không tốt và sau đó thì hơi ham bóng. Người bị đau đó là Ferdinand, một cầu thủ trẻ rất được kỳ vọng của bóng đá Indonesia. Marcelino Ferdinand năm nay 18 tuổi và đang thi đấu cho câu lạc bộ Persebaya Surabaya. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022 đã khép lại. Một hiệp đấu vất vả đối với đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, nhưng chúng ta vẫn chưa để thủng lưới và cũng đã có dịp được nuối tiếc với những cơ hội bị bỏ lỡ. Hãy cùng mong chờ rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ chơi tốt hơn ở trong hiệp 2. Và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là phần bình luận giữa trận đấu của FPT Play. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang trở lại với những diễn biến trên sân vận động Patriots Karabaga của Indonesia để đến với những diễn biến hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022 giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Việt Nam. Tỷ số sau 45 phút đầu tiên vẫn đang là không đều. Một hiệp đấu tương đối chật vật đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam trước những sức ép mà chủ nhà Indonesia tạo ra. Và một phần nào đó là bởi việc các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chưa thể quen với nhịp thi đấu này, với bầu không khí và lúc này tại Indonesia với 3 vạn cổ động viên. Nhưng chúng ta cũng đã dần cải thiện được, có những thời điểm thi đấu tốt, kiểm soát được trận đấu và đặc biệt là những cơ hội rất nguy hiểm được tạo ra ở cuối hiệp đấu đầu tiên.
với những thời cơ đối mặt với khung thành của Khuất Văn Khang và khoảnh khắc dứt điểm rất tự tin nhưng thiếu đi may mắn của Đình Bắc. Chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng là các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ bắt nhịp được với hiệp 2 và đem đến thêm những sự tích cực cho người hâm mộ, giống như cách mà ở cuối hiệp 1 các cầu thủ đã làm được. Và như vậy là hiệp 2 trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam đã được bắt đầu. Ở phần còn lại của cuộc đối đầu này thì những chiến binh sao vàng sẽ chuyển sang bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị. Bốn mươi lăm phút đầu tiên cũng đã chứng kiến đội U19 Việt Nam của chúng ta có những tình huống xử lý cá nhân tự tin, cũng đã cố gắng để tổ chức lối chơi nhưng điều đó không được duy trì một cách đều đặn. Những gì mà chúng ta cần phải cải thiện là chất lượng xử lý trong những tình huống chuyền bóng cơ bản. Văn Trường không được, rất tiếc cho số 14. Áp sát rất nhanh, pressing tốt đến từ các cầu thủ áo đỏ. Khuất Văn Khang, những điều tươi mới đang thực sự xuất hiện với Nguyễn Văn Tú, tiền vệ mang áo số 8. Không có lỗi. Trọng tài đã cắt còi với cầu thủ của U19 Việt Nam. Đã có một cánh tay thừa đến từ Đức Việt. Và sau đó là tình huống vào sau của Hồng Phúc. Hồng Phúc là cầu thủ đang chơi ở vị trí hậu vệ phải của U19 Việt Nam. Bên phía U19 Indonesia thì những gương mặt được đánh giá cao của đội bóng này đã có những màn trình diễn tương đối tốt. Nổi bật nhất là Ronaldo Duarte, người sở hữu khá nhiều những cơ hội nguy hiểm nhưng lại không đủ sự ngắn nót trong các pha dứt điểm quyết định. Là Ferdinand với kỹ thuật cá nhân tương đối tốt, và một sức mạnh nữa đến từ tốc độ của Subhan Fahri. Chuyền của Kakang không thành công, bóng đã đi hết đường biên dọc. Chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên bên phía U19 Indonesia. Người vào sân đó là Marcel Putra, và rời sân đó là đội trưởng Muhammad Ferraris. Tấm băng đội trưởng sẽ được trao lại cho số 2 Rusadi. Vị trí hoạt động của Văn Trường vẫn chủ yếu là bên phía cánh trái. Rất tự tin. Và xử lý kỹ thuật của Bảo Long. Cầu thủ năm nay mới 17 tuổi. Bảo Long. Văn Trường. Chưa được. Indonesia vốn dĩ đã rất cuồng nhiệt và lại bị kìm hãm niềm đam mê bóng đá sau một khoảng thời gian phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội, không đến tụ tập tại những sự kiện thể thao. Và vì thế thì sức nóng từ những giải đấu thể thao nói chung hay là những giải đấu của những đội tuyển cấp quốc gia như U19 Indonesia
luôn là một món ăn không thể bỏ qua. Không được, cú đá đi không trúng đích. Đó là nỗ lực của Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang là một trong những cỗ máy thi đấu rất bền bỉ của chúng ta ở trong hiệp 1. Và đáng tiếc là Khuất Văn Khang chưa thể có được niềm vui, dù anh từng sở hữu một cơ hội vô cùng thuận lợi. Nỗ lực của số 10 sẽ đem về một quả đá phạt góc dành cho U19 Việt Nam. Vẫn là cầu thủ của Viettel sẽ là người thực hiện những tình huống cố định. Khuất Văn Khang rất khỏe, sức dườn rất tốt. Đức Việt đội trưởng kỹ thuật. Và xử lý đáng tiếc là chưa thành công của Hồng Phúc. Hồng Phúc lúc này đang chơi bóng cho câu lạc bộ Hòa Bình. Anh mới vừa giúp cho đội bóng chủ quản lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải năm sau. Ferdinand, Akan Fekir, đối mặt tổ chức lối chơi và những tình huống lên bóng thì Indonesia tỏ ra mượt mà hơn. Nhưng vừa rồi là pha cắt bóng rất hay và đây sẽ là cơ hội. Quyết định có phần hơi vội một chút của Văn Trường. Một tình huống mà chúng ta có được lợi thế quân số thì đó là pha bóng 3-2. Sự vội vã đã khiến cho cầu thủ của Hà Nội có một cú dứt điểm không thực sự như ý muốn. Dù biết rằng thế mạnh của Văn Trường cũng là những tình huống sút xa, anh từng tạo ra một siêu phẩm vô cùng đẹp mắt ở năm 2022 này tại giải U19 quốc gia. Người đang bị đau bên phía U19 Indonesia đó là số 9 Hoki Karaka. Từ trước tới nay thì U19 Indonesia và U19 Việt Nam cùng có một lần vô địch giải bóng đá U19 Đông Nam Á. Với Việt Nam là vào năm 2007, còn Indonesia vô địch vào năm 2013 khi đánh bại chính chúng ta tại giải đấu diễn ra trên sân nhà. Khi đó thì Indonesia và Việt Nam cũng nằm chung bảng đấu. Và trận đấu vòng bảng thì U19 Việt Nam khi đó đã có chiến thắng 1-0. Không thể qua người. Nỗ lực xử lý là của Afianto. Khuất Văn Khang đường chuyền sớm. Pha băng lên của Văn Trường. Cái đè tốt, tìm thấy Quốc Việt, hơi tiếc là đường truyền thiếu lực. Nỗ lực giữ bóng rất hay của Văn Trường với sức vóc của mình. Hơi tiếc cho những pha xử lý của số 14. Bắt bài cực kỳ chủ động. Tuấn Hưng đã khiến cho pha xử lý của đối phương thiếu đi được sự đột biến. Xin lỗi các bạn, là Tuấn Phong. Trung vệ của Viettel đã đọc bài rất nhanh để áp sát và tạo cự ly an toàn đối với Hoki Karaka. Và lúc này thì Tuấn Phong vẫn đang đá cặp cùng với Hoàng Cảnh. Bảo Long
Đặng Tuấn Phong. Đường chuyền tốt, không việt vị. Đây là Văn Trường. Hợp lý. Đột phá. Coi. Quốc Việt cơ vào. Quá đáng tiếc dành cho U19 Việt Nam. Thời cơ vẫn chưa trôi qua. Nhưng giờ này thì nó trôi qua thật rồi. Pha xử lý cuối cùng là của cầu thủ mang áo số 8 bên phía U19 Việt Nam. Nhưng trước đó là một tình huống tấn công vào nách hàng phòng thủ đối phương cực kỳ sắc bén. Và lại một lần nữa thì chúng ta phải gọi tên của Đình Bắc với những tình huống xâm nhập tự tin của mình. Rất đáng tiếc là trong thời cơ đối mặt với khung thành thì Quốc Việt lại dứt điểm quá hiền. Cơ hội có thể nói là tốt nhất dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam để có được bàn thắng khơi thông bế tắc. Đúng là những tín hiệu tích cực đã được truyền đến từ cuối hiệp đấu đầu tiên và được phát huy nhiều hơn khi bước sang những phút đầu của hiệp 2. Đối phương chưa có một pha hãm thành nào thì U19 Việt Nam đã có được cho mình thời cơ để mở tỷ số. Nhưng câu chuyện chung vào lúc này của hàng công hai đội là sự sắc sảo trong những tình huống xử lý mang tính chất quyết định. Vừa rồi chúng ta đã làm rất tốt trong khâu luân chuyển tạo ra cơ hội thì lại không thành công trong pha kết thúc. Akan Fekir khá mượt mà. Ferdinand tác động kịp thời nhưng vẫn là cơ hội dành cho U19 Indonesia. Hoki Karaka không vào. Đã có tình huống phạm lỗi đối với hàng phòng ngự của U19 Việt Nam. Như vậy là 1-1. 1-1 ở đây là những cú đá đi trúng vào xà ngang. Cú đá rất tốt là của Ferdinand. May mắn đã đứng về phía chúng ta. Cũng như cái cách mà xà ngang đã cứu cho U19 Indonesia khỏi bàn thua vào cuối hiệp 1 sau cú đá của Đình Bắc. Những phút đấu lại sôi động trở lại với sân vận động The Patriots. Tốc độ của trận đấu vốn dĩ đã là rất cao kể từ sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội nhìn chung là chơi phóng khoáng. Đang có những dấu hiệu về thể lực. Cầu thủ Indonesia đang bị chấn thương. Và góc quay vừa rồi thì chúng ta cũng đang thấy có một cầu thủ của U19 Việt Nam bị đau. Đó là Hồng Phúc. Hồng Phúc nhiều khả năng đã bị chuột rút. Tới hiệp 2 thì Ronaldo Gate vẫn chưa có được thêm cơ hội nào. Số 10 cũng đã có một thời cơ rất rõ ràng ở 45 phút đầu tiên. Nhưng quả đánh đầu của anh đi chê cô dọc. Chúng ta cùng xem lại cú đá rất tốt của Ferdinand. Và đó cũng là pha bóng mà người gác đền Cao Văn Bình của chúng ta đứng hơi cao. Những cơ hội nguy hiểm nhất được chia đều cho đôi bên. Đường chuyền dài là của Văn Tú. Như đã nói thì số 8 vào sân và đã để lại những dấu ấn nhất định. Một tình huống chuyền bóng tinh quái
những tình huống chủ động gây áp lực. Và Văn Tú với Quất Văn Kha là những người đã rất hiểu nhau khi đã cùng chơi bóng tại câu lạc bộ Viettel. Đang có một cầu thủ áo đỏ không thể thi đấu. Phép lợi thế được dành cho U19 Indonesia. Treo bóng vào. Vẫn chưa được. Hoki Karaka. Không có gì nguy hiểm cả. Phút thứ 60. Và trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia vẫn đang có kết quả hòa không đều. Hai sự điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hai người ra sân là số 18 Afianto Nico. Hai cầu thủ vào sân là Rabani Tasnim và Raja Farezi. Còn bên phía U19 Việt Nam thì đến bây giờ số 4 Vũ Văn Sơn mới chuẩn bị được tung vào sân, mặc dù anh đã khởi động và sẵn sàng ở trong hiệp đầu tiên. Người nhiều khả năng không thể tiếp tục thi đấu đó là Hồng Phúc. Tại vòng bảng này thì U19 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tại sân vận động Patriots Karabaga. Đó là trận đấu gặp U19 Brunei. Ba trận đấu còn lại ở vòng đấu bảng của U19 Việt Nam sẽ đều diễn ra trên sân vận động GBK Madia ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Hà Châu Phi sẽ là người xuất hiện. Anh sẽ thay thế cho vị trí của Hồng Phúc, đá chắm vào vị trí hậu vệ phải, đúng vị trí sở trường của mình. Trong khi đó thì trung vệ Văn Sơn sẽ thay thế cho người đã chơi khá tốt kể từ đầu trận, đó là Đặng Tuấn Phong. Đây là hai trong số những trung vệ đã chơi xuất sắc tại vòng chung kết U19 quốc gia 2022. Trong đó thì số 4 Vũ Văn Sơn chính là cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất giải và giúp cho U19 Hà Nội đăng quang chức vô địch. Bảo Long. Văn Tú. Đình Bắc đang để lại những dấu ấn rất lớn với những quyết định táo bạo của mình. Khả năng xuyên phá tốt ở biên. So với các đồng đội thì số 15 cũng được thi đấu phần nào đó là nhiều hơn so với phần đông các đồng đội tại đội U19 Việt Nam này, khi mà bên cạnh việc thi đấu cho U19 Quảng Nam thì anh cũng thi đấu cho đội trẻ Quảng Nam tại giải hạng nhì. Hà Châu Phi. Quốc Việt. Một trận đấu đầy khó khăn của Quốc Việt trước những trung vệ không ngại va chạm của đối phương. Và đến cơ hội tốt nhất thì Quốc Việt lại bỏ lỡ. Không có một điểm tựa nào để cải thiện được màn trình diễn của mình, tâm lý của mình. Nhưng có thể thấy điểm tích cực là Quốc Việt rất nỗ lực và cực kỳ chăm chỉ trong những tình huống về hỗ trợ phòng ngự hay tạo ra những tình huống tấn công. Phản công dành cho U19 Việt Nam. Chúng ta sẽ có một pha bóng 4-3. Văn Trường cần có thêm sự hỗ trợ. Văn Trường dứt điểm. Lại một lần nữa Văn Trường có một cú đá kỹ thuật. Lần này quyết định là chấp nhận được và thiếu chút nữa thì số 14 đã làm nên chuyện. Tất nhiên là Văn Trường hoàn toàn có thêm một giải pháp nữa nếu như quyết định chuyền bóng sang cho Quốc Việt.
Một điểm sáng là chúng ta thấy rằng các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cực kỳ tự tin, táo bạo trong việc ra quyết định. Đó cũng là một điểm mạnh. Và chúng ta đang cần một tia sáng để thực sự tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á này. Người bị đau là Quốc Việt. Quốc Việt đã phải di chuyển khá nhiều, và trong tình huống phản công vừa rồi thì Quốc Việt cũng đã rất nỗ lực để lên bắt kịp cùng với người đồng đội, mặc dù chúng ta thấy rằng trước đó thì anh còn ở phần sân nhà. Trong danh sách cuối cùng để đá giải U19 Đông Nam Á này, chúng ta có 3 tiền đạo đích thực. Ngoài Quốc Việt của Nutifood, chúng ta còn có Quốc Đạt của Hòa Bình và Nhân Nghĩa của Đồng Nai. Người phá bóng là Hà Châu Phi. Hàng thủ của chúng ta đang chơi tốt hơn, hạn chế được những khoảng trống để đối phương khai thác. Và ngoại trừ cú đá đi trúng xà ngang của Ferdinand thì Indonesia chưa có thêm cơ hội nào. Lại là pha thu hồi bóng tốt. Bây giờ lại là Văn Trường. Văn Trường hơi cô độc. Quyết định lần này là chuyền bóng. Tiếp ứng kịp thời là Hà Châu Phi. Đức Việt. Thời cơ đã trôi qua. Rất tiếc. Chúng ta vẫn cần phải có những tình huống xử lý tỉnh táo hơn. Văn Trường. Trường thi đấu rất nổi bật, những pha xử lý cuối cùng của Văn Trường cũng là còn hơi nọt, có táo bạo, có tốc độ, có sức mạnh, đúng là phải cần có thêm độ quái. Quốc Việt đã phải rời sân bằng cảng. Với một cầu thủ quan trọng như số 9 thì hãy cùng hy vọng rằng là anh có thể trở lại. Không có lỗi của cầu thủ bên phía U19 Indonesia. Những phút giây mà chúng ta đang thực sự khiến cho đội chủ nhà phải bối rối. Những pha lên bóng thường bị bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân. Và từ đó thì U19 Việt Nam tạo ngược lại áp lực với những tình huống phản kích rất nhanh. Đúng là sau hàng loạt những nỗ lực từ những tình huống chuyển trạng thái như vừa rồi thì Văn Trường đã bị chuột rút. Đơn giản là trong những tình huống phản công như vậy thì Văn Trường có phần hơi đơn độc, thiếu đi sự hỗ trợ của các đồng đội. Dù sao cũng phải ghi nhận nỗ lực của Văn Trường. Đây là một hình ảnh rất khác của Văn Trường so với giải đấu U23 châu Á dưới thời huấn luyện viên Đồng Ngô Kiên. Văn Trường được nêu lên một vị trí cao hơn, và thực sự là đúng với vị trí khi anh chơi tại các giải đấu trẻ ở trong nước. Thay vì vai trò một tiền vệ con thoi ở khu vực giữa sân, hợp cùng với những người đồng đội khác như là Khuất Văn Khang hay là Lương Duy Cương, như vậy là Quốc Việt vẫn còn tiếp tục thi đấu. Và lên bóng của U19 Indonesia, đường chuyền như muốn thử thách tốc độ của Ronaldo, xem giới hạn của số 10 tới đâu. Trên thực tế thì với một cái tên rất thu hút khán giả cũng như là giới truyền thông, để công bằng mà nói là số 10 của U19 Indonesia cũng đã có những màn trình diễn tương đối triển vọng, thể hiện được triển vọng của mình ở độ tuổi 17 tại kỳ SEA Games vừa qua, kỳ SEA Games đầu tiên. Quả đá phạt nhanh. Chúng ta vẫn cảnh giác. Người gác đền của U19 Việt Nam đó là thủ môn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Cao Văn Bình. Hơi mạnh. Trong 17 lần giải U19 Đông Nam Á được tổ chức thì Indonesia và Việt Nam mới gặp nhau 6 lần.
chúng ta thắng 4 và thua 2. Đường chuyền là của Đức Việt. Đức Việt cũng đã từng được gọi lên đội tuyển U23 để chuẩn bị cho cúp bóng đá U23 AFC. Như đã nói thì ở lứa tuổi U19 này chúng ta cũng có một số nhân tố đã thể hiện mình tại V-League cũng như là những cấp độ U cao hơn. Những gương mặt nổi bật nhất không thể có mặt tại giải đấu lần này đó là Đinh Xuân Tiến, người đã từng vô địch U23 Đông Nam Á cùng với huấn luyện viên Đinh Thế Nam, hay là Bùi Vĩ Hào, Hồ Văn Cường. Hà Châu Phi rất khỏe, không được. Cầu thủ được đào tạo bởi câu lạc bộ Thanh Hóa đã đem về quả phạt góc. Sẽ có thêm những sự điều chỉnh nữa đến từ huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Số 28 Nguyễn Giản Tân và cầu thủ mang áo số 13 Minh Trọng sẽ là những người được lựa chọn. Quốc Việt sẽ rời sân, cùng với đó là Văn Trường. Chúng ta buộc phải có sự xoay tua trong bối cảnh các cầu thủ đã bị chấn thương hoặc là ngốn thể lực. Minh Trọng sẽ là người thực hiện quả phạt góc. Số 13 là cầu thủ của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đánh đầu. Tình huống chiếm lĩnh không gian tốt của Hoàng Cảnh. Đúng là sang đến hiệp 2 thì đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-young đã đánh mất đi thế trận. Những gì tốt nhất mà họ làm được ở trong hiệp 1 không thể phát huy được khi bước sang hiệp 2. Đúng là họ dù có một cơ hội thực sự ngoan để có bàn mở tỷ số, với cú đá của Ferdinand đi trúng vào xà ngang, thì về lối chơi Indonesia đánh mất đi sự chủ động. Họ có thể cầm bóng nhưng không tổ chức được tấn công, không tạo được nhiều khó khăn lên 1/3 cuối sân của U19 Việt Nam. Điều này đến bởi những yếu tố như là chúng ta đã tổ chức đội hình tốt hơn và chủ động gây áp lực ở khu vực giữa sân. Tuyến giữa chúng ta đã tốt hơn và rõ ràng là thế trận của chúng ta được cải thiện. Lại là tình huống gây áp lực tốt. Văn Tú chơi rất hay kể từ khi vào sân, để hợp cùng với người đồng đội của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Đức Việt đóng vai trò thu hồi bóng. Trọng tài đã rút thẻ vàng với cầu thủ mới được huấn luyện viên Đinh Thế Nam đưa vào sân, đó là Giản Tân. Giản Tân đã từng chơi rất tốt khi còn có áo U16 Việt Nam trước đây. Hãy thật cẩn trọng với Ferdinand. Nhưng đúng là đến sang hiệp 2 thì Indonesia chỉ còn biết trông chờ vào những nỗ lực cá nhân mà thôi. Những pha phối hợp mượt mà đã khiến cho hàng phòng ngự U19 Việt Nam phải lao đao ở trong 45 phút đầu tiên đã không còn được xuất hiện đủ nhiều. Lỗi rất thô. Lỗi của Ronaldo qua thể. Fresi sẽ vào sân thay cho Akhan. Và
Cùng với đó thì Michael Alfredo sẽ đã thay vị trí của số 17 Subhan Fazi. Phút thứ 75 của trận đấu ra quân của U19 Việt Nam tại giải đấu U19 Đông Nam Á 2022. Tỷ số trận đấu vẫn đang là không đều. Ở bản đấu này thì chúng ta vẫn còn những đối thủ rất đáng gờm ở phía trước. Đó là U19 Myanmar và đặc biệt là U19 Thái Lan. Ở lượt trận tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp U19 Philippines. Và chúng ta sẽ gặp U19 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 10 tháng 7. Và các trận đấu tiếp theo của U19 Việt Nam tại vòng đấu bảng giải bóng đá U19 Đông Nam Á vẫn sẽ được FPT Play gửi đến quý vị và các bạn trên đa nền tảng của chúng tôi. Rất mong có sự quan tâm theo dõi của quý vị. Văn Tú. Bảo Long. Sẽ phải rất tập trung khi mà những phút cuối đang đến và nguồn thể lực của những cầu thủ đã thi đấu kể từ đầu trận sẽ không còn được duy trì. Văn Tú. Không được. Trọng tài đã bắt lỗi của số 12 bên phía U19 Indonesia đối với Hà Châu Phi. Người phạm lỗi là cầu thủ mới vào sân, Michael Alfredo. Pha vào sau rất nguy hiểm. Thực hiện quả phạt vẫn là Khuất Văn Khang. Dứt điểm bóng hay. Vẫn còn. Khuất Văn Khang. Không được. Những cơ hội dứt điểm liên tiếp và Khuất Văn Khang cũng đã gục ngã rồi. Một trận đấu muốn quá nhiều thể lực của các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đang liên tục nhắc nhở các học trò trẻ của mình. Trước đó là cú sút bóng hai của Giản Tân. Chính xác hơn là cú đá của Đức Việt. Sau đó mới đến Giản Tân rồi kết thúc bởi Quách Văn Khang. Một trận đấu rất nỗ lực của người đội trưởng. Không biết mệt mỏi bên bỉ với vai trò tiền vệ và sau đó được đẩy ra cả biên. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì chúng ta vẫn thấy được khả năng xoay sở tốt đến như thế nào và làm tinh thần cũng cực kỳ ấn tượng đến từ một huấn luyện viên lão luyện như ông Đinh Thế Nam. Kinh cầu 19 thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng sẽ đảm nhận gần như đầy đủ các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt đội U16 Việt Nam, bây giờ là U19 và đầu năm nay là U23. Khi dẫn dắt U16 Việt Nam thì đội bóng U16 khi đó của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng vào tứ kết của giải châu Á. Ferdinand. Không được. Đó là tình huống xử lý hơi non. Cắt bóng tốt. Tình huống lùi về bọc lót là của Hà Châu Phi.
đột phá rất tự tin, đường chuyền tốt. Chúng ta có thể nói là phải khen ngợi với nền tảng thể lực của Bảo Long, một người mới 17 tuổi nhưng thi đấu rất bền bỉ. Đường chuyền rất điệu đà, Khuất Văn Khang vẫn thi đấu. Rất tiếc là đường chuyền có ý đồ của đội trưởng bên phía U19 Việt Nam lại không có đồng đội nào tiếp ứng. Chúng ta lại thấy những cái bóng áo đỏ phải nằm sân rồi. Trước bầu không khí vô cùng căng thẳng trên các khán đài, và trong những trận đấu quốc tế có thể nói là đầu tiên với gần một nửa số cầu thủ này, chúng ta vẫn đang rất bền bỉ. Ronaldo Quate rất nguy hiểm, quá nhẹ, cú đá không đủ khó. Đó là pha ra chân của Rabani Tasnim. Đến dự khán trận đấu ngày hôm nay thì cũng có ông Mohammad Irawan, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, người có những biểu cảm rất phong phú kể từ đầu trận. Người đã đặt trọn niềm tin vào Shin Tae-yong. Theo kế hoạch cũ thì vòng chung kết U20 World Cup được tổ chức tại Indonesia đã phải diễn ra từ năm 2021. Nhưng do Covid-19 nên giải đấu được chuyển lại vào năm 2023. Châu Á sẽ có tổng cộng là 5 suất tham dự, đã bao gồm chủ nhà Indonesia, và các đội bóng sẽ tranh 4 vé thông qua giải đấu AFC U20 Asian Cup 2023. Đã có một sự thay đổi đến từ AFC khi mà thích hợp hơn. Theo bốc thăm chia bảng thì đội tuyển U19 Việt Nam và sau đó sẽ trở thành U20 Việt Nam sẽ lại nằm chung bảng với Indonesia tại vòng loại, cùng với hai đối thủ khác là Timor Leste và Hồng Kông Trung Quốc. Các trận đấu vòng loại dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 14 đến 18 tháng 9 năm nay. Những phút cuối cùng của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Số 2 của U19 Việt Nam, Hà Châu Phi, sở hữu một vũ khí cũng tương đối đáng sợ, và chúng ta cùng hy vọng là anh có thể được sử dụng trong những phút cuối. Đó là khả năng ném biên rất mạnh. Quyết định đột phá không khó đối với trung vệ của U19 Việt Nam Vũ Văn Sơn. Sang tới hiệp 2 thì những sức ép lên khung thành của Cao Văn Bình đã không còn được diễn ra một cách đều đặn như ở trong 45 phút đầu tiên. Tự cầu thủ Indonesia cũng đã gặp phải khó khăn đánh mất đi nhịp chơi, bởi việc U19 Việt Nam đã chơi chắc chắn hơn, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Tốc độ và sức dướng tuyệt vời của Ronaldo Quate. Ferdinand, cầu thủ đã từng được The Guardian bầu chọn vào top những cầu thủ triển vọng nhất. Cái bản danh sách đó thì mang nhiều tính chất tham khảo hơn với những minh chứng sau đó. Phút thứ 85, một điểm cũng là một kết quả
chấp nhận được với U19 Việt Nam trong trận đấu ra quân khó khăn này. Một trận đấu vẫn được đánh giá là khó khăn nhất với chúng ta. Ferdinand rất kỹ thuật, bọc lót cho nhau kịp thời. Và đó là tình huống đọc bài của Văn Tú. Về cuối trận mới là lúc mà số 7 Marcelino Ferdinand có những quyết định táo bạo hơn, là quyết định cầm bóng đột phá. Số 7 cũng giữ một vị trí cao hơn so với những gì anh duy trì ở phần lớn thời gian của hiệp 2. Ferdinand, Ronaldo Quate rất tốt, nhưng vẫn là các cầu thủ áo trắng phối hợp nhanh. Ronaldo Quate không được, phản công dành cho U19 Việt Nam. Khuất Văn Khang không còn đủ tốc độ nữa, nhưng anh vẫn đang cố gắng giữ bóng. Đồng đội đã băng lên tiếp ứng rồi. Hơi tiếc một chút là đường truyền lại chưa thực sự vừa vặn với đà băng lên của số 8 Văn Tú. Văn Trường, Văn Tú, Văn Khang đều cho thấy được những tiềm năng rất lớn của mình ở khu vực giữa sân, bởi sự tự tin của mình, bởi nền tảng thể lực và tinh thần nữa. Khuất Văn Khang, đúng là nhìn Văn Khang đá chúng ta thấy vóc dáng thủ lĩnh thực sự, và quyết định lựa chọn Khuất Văn Khang làm đội trưởng cũng hoàn toàn là có cơ sở. Trịnh Hoàng Cảnh, Cao Văn Bình, sẽ là một quả ném biên dành cho U19 Việt Nam. Vẫn là phong cách quen thuộc với huấn luyện viên Đình Thế Nam, bám sát đường pitch, chỉ đạo rất quyết liệt, nhắc rất kỹ trong từng pha bóng với các học trò. Áp sát, tiếp tục là những sức ép của U19 Việt Nam. Đó là pha xử lý bình tĩnh của cầu thủ bên phía Indonesia, nhưng họ cũng không có cơ hội để chuyển trạng thái. Khoảng trống bị lộ lại bởi Văn Sơn vừa lao ra, nhưng Văn Sơn rất tỉnh, không đủ với Ferdinand. Nguy hiểm quá. Rất may là đó là pha bóng sở lưng. Số 7 Ferdinand thực sự đáng sợ. Sức bền vẫn còn được duy trì quá tốt cho đến lúc này. Và nó là tiền đề để giúp cho anh vẫn tạo ra được những sóng gió lên khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Tiếng còi đã cất lên. Tiếng còi đã cất lên từ trước khi cầu thủ của U19 Indonesia đưa bóng vào lưới. Một tình huống cao chân của số 20. Một quyết định hoàn toàn xác đáng của trọng tài. Lỗi là của Raja Farezi. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hai đội sẽ chấp nhận một kết quả hòa, hay chúng ta sẽ lại được chứng kiến một khoảnh khắc định đoạt số phận của trận đấu. Nếu như đây là một trận đấu mà Indonesia không thể giành được 3 điểm thì lại thêm một lần nữa Sintigang không có niềm vui khi đối đầu với bóng đá Việt Nam, một niềm vui trọn vẹn. Ronaldo Quate, pha bắt bóng rất tốt của Cao Văn Bình. Ronaldo Quate có tốc độ và sải chân sức dướng rất tốt. Vừa rồi, mặc dù Hoàng Cảnh đã rất nỗ lực, nhưng phải có sự giúp sức của Cao Văn Bình thì chúng ta mới không phải nhận bàn thua.
Phát biểu trước trận đấu thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng cho thấy quyết tâm của mình để đánh bại một đội bóng Việt Nam. Nhưng cho đến lúc này khi làm việc tại Indonesia thì ông chưa làm được điều đó, mặc dù ông đã gây ra được những khó khăn cho các đội tuyển của chúng ta, đặc biệt là tại AFF Cup với đội tuyển quốc gia. Có tới 7 phút bù giờ, một quãng thời gian đủ để một trong hai đội có thể định đoạt trận đấu. Mặc dù vẫn có những vết gợn, nhưng có thể thấy là màn trình diễn này của đoàn quân huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn phải được ngợi khen về tinh thần cũng như là quyết tâm mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện trước những sức ép đầu đời như thế này. Văn Tú, đường chuyền không thành công của Bảo Long. Chính Bảo Long ở tuổi 17 cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn ở trong một trận đấu cấp độ U19, khi mà anh là vị trí bị các cầu thủ Indonesia khai thác nhiều nhất ở trong hiệp 1. Cần có thêm sự hỗ trợ. Không được. Rất kịp thời. Chúng ta vẫn chưa giải quyết được tình huống phản công của đối phương. Ronaldo Quate đưa bóng vào. Vẫn chưa thể có cú dứt điểm. Vẫn là các cầu thủ Indonesia. Ferdinand phối hợp 1-2. Lại đàn bật. Nhưng không được. Rất khó chịu. Rất khó chịu với những ngôi sao trẻ bên phía đội bóng xứ vạn đảo. Marcelino Ferdinand. Và cùng với đó là Ronaldo Quate. Bầu không khí vào lúc này tại sân vận động Pacers Carabahar sẽ như nổ tung nếu như Indonesia có thể làm rung được mảnh lưới của Cao Văn Bình. Nhưng thủ thành của U19 Việt Nam cũng như những người đồng đội ở hàng phòng ngự vẫn đang làm nản lòng các chân sút của Indonesia, và vẫn thiếu một chút gì đó đến từ các cầu thủ áo trắng. Còn chúng ta thì đang rình rập chờ thời cơ. Quả đá phạt dành cho U19 Việt Nam. Người bị phạm lỗi là Giản Tân. Áp lực ngày càng lớn. Và phối hợp. Cơ hội. Trọng tài cắt còi từ trước đó. Một tình huống dàn xếp tinh quái. Và người đã có tình huống bị thổi phạt đó là Minh Trọng. Không việt vị. Nhưng trọng tài bắt lỗi gài chân của Minh Trọng. Minh Trọng là cầu thủ mới vào sân. Không được bao lâu và có sức dướn đang còn tốt. Phút bù giờ thứ 5. Hai đội U19 Việt Nam và U19 Indonesia vẫn đang chưa thể ghi được bàn thắng.
Aman Husadi, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Quate. Sức dườn quá tốt, chúng ta lấy được bóng. Những pha can thiệp cực kỳ chững chạc đến từ số 4 Vũ Văn Sơn. Quách Văn Khang vẫn quá bền bỉ. Động cơ mặc dù là cũng có dấu hiệu là mỏi mệt, nhưng anh đã làm hết sức. Vẫn là cơ hội dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Vẫn còn. Quách Văn Khang đã không còn đủ thể lực để bứt tốc nữa rồi. Bầu không khí đặc quánh. Các cổ động viên của Indonesia đã đốt cả pháo. Nhưng đây là một phong cách rất đặc trưng với những khán đài tại đất nước này. Tuyệt vời. Vẫn có thể bứt lên. Giản Tân. Chặt bóng hợp lý quá. Quách Văn Khang không được. Quách Văn Khang nỗ lực quá nhưng anh không thể giữ lại pha tấn công cho chúng ta. Phút bù giờ cuối cùng, và đây là tinh thần của một người chiến binh thực thụ, của người đang đeo tấm băng đội trưởng của U19 Việt Nam. Chúng ta không chỉ bình tĩnh vượt qua sức ép, thậm chí là có cả may mắn đồng hành đi, mà chúng ta vẫn còn muốn tận dụng những cơ hội này để tạo ra sự khác biệt thực sự trong ngày hôm nay. Cầu thủ Indonesia đúng là sở hữu nền tảng thể lực thực sự đáng sợ với những gì mà họ đã chuẩn bị cho một hành trang thật dài và thật xa với một giải đấu ở đẳng cấp cao. Tại giải đấu tại Toulon vừa qua thì họ cũng đã có một chiến thắng trước một đội bóng của châu Phi, đó là đội U19 của Ghana. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên và sẽ có quả đá phạt cho U19 Indonesia. Tình huống chủ động tranh chấp vừa rồi của số 3 bên phía U23 Việt Nam, Trịnh Hoàng Cảnh. Chúng ta đã không còn quyền thay người. Trong những giây cuối cùng này thì tất cả phải cùng nỗ lực. Chúng ta đã có rất nhiều những lứa cầu thủ U19 nối tiếp nhau. Có những người thành công, những người thất bại ở lứa tuổi này. Nhưng tất cả đều coi những sân đấu tại U19 như tại giải đấu Đông Nam Á hay là ngay cả giải châu Á là một cơ hội để trưởng thành rất nhanh. Tình huống có thể được xem là cuối cùng của trận đấu này. Đứng trước bóng sẽ là cầu thủ số 6 Frezi Anhudailip. Rất hồi hộp. Hãy cùng trông chờ vào tài năng của thủ môn của chúng ta. Đó là pha phối hợp. Đối thủ đã block người, nhưng cú đá thì lên trời. Và đó cũng là pha dứt điểm cuối cùng của trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia.
Kết quả chung cuộc là hai đội hòa nhau không bàn thắng. Một trận đấu đầy cố gắng của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Trước bầu không khí này, trước nguồn thể lực dồi dào của đối thủ, phải công bằng mà nói thì chúng ta đã có một hiệp 2 chơi tốt hơn hẳn so với đối phương trong khoảng 3/4 thời gian. Với những cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ, nhưng Indonesia cũng phải biết tự trách mình ở quãng cuối hiệp khi mà đội tuyển U19 Việt Nam xuống sức, họ cũng không giải quyết được vấn đề. Hai đội sẽ hài lòng với một điểm sau khi khép lại lượt trận đầu tiên của bảng A. Và chúng ta sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo của U19 Việt Nam sau đây 2 ngày nữa. Nhưng trước hết thì hãy cùng với FPT Play đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.